Số liệu này được ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Con số cũng là cơ sở nền tảng để hoạt động tín dụng ngân hàng thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm và trong năm 2024. Dưới góc độ quản lý, ông Lệnh đánh giá diễn biến tích cực này gắn liền với những yếu tố thúc đẩy sau. Cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng của Ngân hàng Trung ương, đặc biệt chính sách lãi suất và tín dụng tiếp tục phát huy tác dụng. Chính sách lãi suất thấp không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí tài chính, chi phí hoạt động và giá thành mà còn kích thích doanh nghiệp và người dân vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, mở rộng và tăng trưởng. Tín dụng tăng trưởng liên tục trong tháng 8 và tháng 9 năm 2023 với mức tăng trưởng khá so với những tháng trước là kết quả phản ánh xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời phản ánh tác động và hiệu quả của chính sách tiền tệ tín dụng cùng với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người dân của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương và Ủy ban Nhân dân thành phố trong suốt thời gian qua. Ổn định kinh tế vĩ mô và chuyển biến tích cực từ tăng trưởng kinh tế nói chung và thành phố nói riêng, với một số nhóm ngành lĩnh vực sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch dịch vụ, xuất khẩu và đầu tư tăng trưởng, tiếp tục là yếu tố môi trường kinh tế thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Trong đó, những tín hiệu tích cực từ các đơn hàng được ký kết tăng, lao động và việc làm cải thiện, nhu cầu lao động tăng và đặc biệt là tính thời vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và du lịch của dịp Tết cổ truyền đang bắt đầu, có tác động tích cực đến hoạt động kinh tế và trực tiếp đến hoạt động tín dụng ngân hàng theo hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, nhỡ chẳng may làm theo yêu cầu của bọn lừa đảo, ngay khi nhận được tin nhắn về yêu cầu đăng nhập thanh toán, người dùng cần tắt nguồn điện thoại ngay lập tức để bọn lừa đảo không lấy được thông tin về tài khoản ngân hàng và những thông tin cá nhân khác của người dùng. Lừa đảo bằng thiết bị theo dõi, nếu chúng ta ít nhiều có thể tránh được những trò gian lận trước đó bằng cách dựa vào phán đoán của mình, thì phương pháp lừa đảo sau đây tinh vi hơn nhiều. Chiêu lừa đảo mới này chính xác là một thiết bị sẽ được bọn tội phạm bí mật cài đặt ở mọi ngóc ngách, thường là ở những nơi mà bọn tội phạm đã từng đến và quen thuộc. Thiết bị này sẽ liên tục hoạt động, luôn quét số điện thoại di động của người dùng trong phạm vi phủ sóng của nó và chặn mã xác minh mà điện thoại di động này nhận được. Bởi vì số điện thoại di động và mã xác minh đủ để thực hiện nhiều chiêu lừa đảo, nhóm tội phạm này sẽ gửi tin nhắn thông báo tín hiệu mạng kém. Điều này cho phép bọn tội phạm chặn mã xác minh và người dùng sẽ không nhận được mã xác minh và hầu hết họ sẽ nghĩ là mạng kém nhưng tin nhắn lừa đảo được gửi đến. Nếu người dùng vẫn bật điện thoại, toàn bộ thông tin như số chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng sẽ bị lấy cắp và đối tượng lừa đảo sẽ rút sạch tiền trong tài khoản. Theo đó, khi nhận được tin nhắn tín hiệu mạng kém, người dùng cần tắt nguồn điện thoại ngay lập tức để bọn lừa đảo không thể xâm nhập được vào điện thoại và lấy đi thông tin tài khoản ngân hàng và rút sạch tiền của người dùng. Công an tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết những chiêu lừa đảo trên rất tinh vi. Không chỉ người dân bị lừa mà nhiều các bộ công an cũng đã bị lừa.